mưa như trút nước xảy ra trên diện rộng tại một số huyện và thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập nặng. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cơn mưa rất lớn phủ xuống nhiều khu vực ở thành phố Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Long Thành, Trảng Bom. Hơn một tiếng sau, nhiều tuyến đường tại thành phố Biên Hòa và một số huyện lân cận như Nguyễn Ái Quốc, Bùi Văn Hòa, Đồng Khởi ngập sâu có nơi gần 1 mét. Đáng chú ý, tại rốn ngập ngã ba phường Trảng Dài, nút giao đường Đồng Khởi với đường Bùi Trọng Nghĩa bị ngập nặng, nước ngập lên lề đường khiến cho các hộ kinh doanh hai bên đường phải đóng cửa. Thời điểm này đúng giờ công nhân tan tầm khiến tuyến đường Đồng Khởi kẹt cứng từ hầm chui Tân Phong đến ngã ba Trảng Dài. Hàng ngàn người dân đội mưa chờ nước rút mới lưu thông. Nước chảy xiết khiến nhiều phương tiện ô tô và xe máy chết máy giữa dòng, nhiều người té ngã. Đến 19 giờ cùng ngày, mưa mới ngớt hẳn và giao thông trên nhiều tuyến đường mới bắt đầu lưu thông ổn định trở lại.